xin phép thầy và cả lớp, con xin đọc 34 khổ đệ tử quy mà con đã học thuộc lòng. Phép các người con đệ tử quy. Một, phép người con thánh nhân dạy hiếu đệ trước, kế cẩn tính, yêu bình đẳng, gần người nhân, còn dư sức thì học văn. Chương 1. Ở nhà phải hiếu. 2. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo làm lập tức, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải tự nhận. 3. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thăm, tối phải viếng, đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. 4. Việc tuy nhỏ chớ tự làm, nếu tự làm thiếu đạo con. Vật tuy nhỏ chớ cất riêng, nếu cất riêng cha mẹ buồn. 5. Cha mẹ thích dốc lòng làm, cha mẹ ghét cẩn thận bỏ. Thân tổn thương cha mẹ lo, đức tổn thương cha mẹ tuổi. Cha mẹ thương hiếu đâu khó, cha mẹ ghét hiếu mới hay. 6. Cha mẹ lỗi khuyên thay đổi, mặt ta vui lời ta dịu. Khuyên không nghe vui càng tiếc, dùng khóc khuyên đánh không giận. 7. Cha mẹ bệnh nếm thuốc trước, ngày đêm hầu không rời giường. Tan 3 năm thường thương nhớ, chỗ ở đổi không rượu thịt. Tàn đủ lễ cúng hết lòng, thờ người chết như còn sống. Chương 2. Kính trọng mọi người. 8. Anh nhường em kính anh em thuận, hiếu trong đó. Tiền của nhẹ, oán nào sanh, lời nhường nhịn, tức giận mất. 9. Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng, người lớn trước, người nhỏ sau. Lớn gọi người, liền gọi thay, người không có, mình làm thay. 10. Gọi người lớn, chớ gọi tên, trước người lớn, chớ khoe tài. Gặp trên đường, nhanh đến chào, người không nói, lùi cung kính. Phải xuống xe, phải xuống ngựa, đợi người đi hơn 100 bước. 11. Người lớn đứng, nhỏ chớ ngồi, người lớn ngồi, được phép ngồi. Trước người lớn, phải nói nhỏ, nhỏ không nghe, không phải phép. Đến phải nhanh, lùi phải chậm. Lúc thưa hỏi, mắt nhìn thẳng. 12. Kính chú bác như kính cha, kính anh em như anh ruột. Chương 3. Cẩn. 13. Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ. Lúc trưa già, quý thời gian, sáng đánh răng và rửa mặt. Tiểu tiện xong, rửa tay sạch. 14. Nó phải thẳng, nút phải cài, vớ và giày mang chỉnh tề, nón quần áo để ổn định, chớ để bừa tránh dơ bẩn. 15. Áo quý sạch, không quý đắt, hợp thân phận, hợp gia đình, với ăn uống không kén chọn, ăn vừa đủ chớ quá no. Tuổi còn nhỏ chớ uống rượu, uống say rồi rất là xấu. 16. Đi thông thả, đứng ngay thẳng, chào cúi sâu, lạy cung kính. Chớ đạp thềm, không đứng nghiêng, không ngồi gian, không rung đùi. 17. Vén rèm cửa, chớ ra tiếng, rẽ quẹo rộng, tránh đụng góc. Cầm vật rỗng như vật đầy, vào phòng trống như có người, nơi ồn náo, chớ đến gần, việc không đáng, quyết chớ hỏi. 18. Sắp vào cửa, hỏi có ai, sắp vào nhà, cất tiếng lớn, người hỏi ai, nên nói tên, nói ta tôi, không rõ ràng. Dùng đồ người, cần mượn rõ, nếu không hỏi, tức là trộm, mượn của người, trả đúng hẹn, lần sau mượn, hỏi không khó. Chương 4. Tính. 19. Phàm nói ra, tính trước tiên, lời dối trá, sao nói được. Nói nhiều lời không bằng ít. 20. Thấy chưa thật, chớ nói bừa. Biết chưa đúng, chớ lan truyền. Việc không tốt, chớ nhận lời. Nếu nhận lời, tiếng lùi sai. Phàm nói chuyện, nói trọng điểm. Chớ nói nhanh, nói mơ hồ. Đây nói quấy, kia nói phải.
không liên quan chớ để ý. 21. Thấy người tốt nên sửa mình, dù còn xa dần gần tới, thấy người xấu tự kiểm điểm, có lỗi sửa không cảnh giác. 22. Chỉ đức học, chỉ tài nghệ không bằng người, phải tự gắng, hoặc quần áo hoặc ăn uống không bằng người, không nên buồn. 23. Nghe lỗi giận, nghe khen vui, bạn xấu đến bạn hiền đi, nghe khen sợ, nghe lỗi vui, người hiền lương dần gần đến. 24. Lỗi vô ý gọi là sai, lỗi cố ý gọi là tội, biết sửa lỗi, lỗi không còn, nếu che giấu, lỗi chồng thêm. Chương 5. Yêu thương bình đẳng. 25. Phàm là người đều yêu thương, che cùng trời, ở cùng đất. 26. Người hạnh cao, danh tự cao, mọi người trọng, không bề ngoài. Người tài cao, tiếng tự cao, mọi người phục, chẳng do khoe. 27. Mình có tài, chớ dùng riêng, người có tài, chớ chỉ trích. Chớ nịnh giàu, chớ khinh nghèo, chớ ghét cũ, chớ thích mới. Người bận rộn, không quấy nhiễu, người bất an, chớ não phiền. 28. Người có lỗi, chớ vạch trần việc riêng người, chớ lan truyền. Khen người thiện, chính là tốt, người biết được, càng gắng sửa. Khen người ác, chính là ác, ác cùng cực, tai họa đến. Cùng khuyến thiện, cùng lập đức, lỗi không khuyên, thiệt cả hai. 29. Hễ cho nhận, phân biệt rõ, cho nên nhiều, nhận nên ít. Sắp cho người, nên tự hỏi, mình không thích, phải ngưng ngay. Ân nên báo, oán phải quên, ân báo dài, oán báo ngắn. 30. Đối người ở, thân đoan chánh, tuy đoan chánh, lòng độ lượng. Thế phục người, tâm không phục, lý phục người, tâm mới phục. Chương 6. Gần người hiền. 31. Cùng là người, tính tình khác, thô tục nhiều, nhân từ ít. Đúng người nhân, mọi người sợ, nói thẳng lời, không dễ nịnh. Gần người hiền, tốt vô hạn, đức càng tăng, lỗi càng giảm. Không gần hiền, hại vô cùng, tiểu nhân đến, trăm việc hư. Chương 7. Còn dư sức thì học văn. 32. Không thực hành, chỉ học văn, chỉ bề ngoài, không nên người, chỉ thực hành, không học văn, theo ý mình, mù lẽ phải. 33. Cách đọc sách, có 3 điểm, tâm mắt miệng phải chú trọng, đang đọc đây, chớ thích kia, đây chưa đọc, kia chớ đọc, ít thời gian thì chăm chỉ, công phu đủ, đọc liền thông, tâm có nghi thì chép lại, tìm người hỏi, cầu nghĩa đúng. 34. Gian phòng sạch, vách tường sạch, bàn học sạch, bút nghiêng ngay, bút mài nghiêng, tâm bất chánh. Chữ viết ẩu, tâm không ngay, xếp sách vở, chỗ cố định, đọc xem xong, trả chỗ cũ, tuy có gấp, xếp ngay ngắn. Có hư sai, tu bổ lại, không sách thánh, quyết không xem, che thông minh, mờ tâm trí. Chớ tự chê, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần gần đến. Con xin được cảm ơn Đức Bổn Tôn là Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát và Sư Phụ là Hòa Thượng Tuyên Hóa đã cho con nương nhờ chút trí huệ để cho con có thể học được Đệ Tử Quy này ạ. Ha ha ha,